Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 25 cây cần câu lua. Và giá mình bán trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship code toàn quốc bên mình thì vẫn là 40.000 một đơn đối với cần. Và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên. Mã số 1 đầu tiên ở đây mình có là một cây cần của Shimano. Cây này là cây Shimano Yodias, sản xuất được 2020. Dài cần mini nha. Cây này là dài 7 feet, tương ứng là dài 2m1, 5 khúc. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán bóng chày như thế này. Tay cầm cán bóng chày. Chất của nó là chất carbon xoắn 2 bao x từ gốc đến ngọn, cần máy đứng. Bát của nó là bát vặn Fuji. Khuyên này là khuyên Fuji Agonai. Bô đó là bô phu xít chống sắn nha. Đây, bô phu xít chống sắn. Ngọn của nó mình đo được là 1 ly 6. Cái này thông số tải mồi của nó là từ 5 cho đến 15 gram. Tải cá là từ 5 cho đến 10 lb. Cái này tải tối đa là 5 kg cá. Phô nó như thế này các bạn. Ngoại hình thì cây này còn khá là mới đẹp nha, sáng. Còn rất là sáng cần. Hàng này là hàng liên doanh, cây này là sản xuất ở Trung Quốc. Hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Nặng là 110 gram. Cây này có giá là 2.700.000. Hàng về thì có túi vải đầy đủ, túi vải của hãng. Mã này là mã số 1, 2.700.000. Tiếp theo mã số 2. Số 2 đây mình có là một cây cần của Shimano. Cây này là Shimano Lumatic. Dài là 6 feet 6 inch, cứng ML. Cây này tương ứng là dài 1m98, độ cứng ML. Lua mồi của nó từ 8 cho đến 22 gram, tải cá từ 10 đến 22 lb. Cây này tải tối đa là 11 cái cá, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán mút shop, cần máy ngang, bát này là bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Fuji Agonai. Ngoại hình thì cây này còn rất là mới, đẹp nha, sáng cần. Bô nó là bô chống xoắn. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7. Nặng là 120 gram. Dài 1m98. Còn nó là mới đẹp, mới tầm khoảng 90%. Nói chung là không có trầy xước gì mấy. Mã này là mã số 2. Giá là 900.000 mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Số 3 đây mình có là một cây cần của Mayorap. Cái này là cây Mayorap dòng DS. Dài là 7 feet, độ cứng H. Cái này tương ứng là dài 2m1. Lô mồi của nó từ 3/8 cho đến 1/2 OZ. Tối đa là từ 3/8 là từ 10 cho đến 1/2 là 42 gram nha. 42 gram đúng rồi, 42 gram nha. Tải cá từ 12 đến 25 lb. Cái này tải tối đa là 12 kg cá. Cần mấy ngang. Tay cầm của nó tay cầm cái mút shop như thế này. Logo của hãng này. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Đây, khuyên Fuji. Bát này là bát vặn của Fuji. Ngoại hình thì cây này cũng còn khá là sáng. Hàng này là hàng DS nội địa Nhật. Mayorap hàng nội địa. Bu nó là bu Fuji. Cái này thì khuyên của nó là khuyên Fuji nha. Bu cũng là bu Fuji luôn. Ngoại hình tổng thể thì cũng còn tương đối sáng. Có sờn xước nhỏ nhỏ thôi. Dài là 2m1, độ cứng H, lô mồi tối đa 42 gram. Ngoại hình còn khá là sáng như thế này. Ngọn của nó mình đo được là ngọn 1 ly 8. Cái này thì cần cứng nhưng mà ngọn nó có độ nảy nha. Ngọn 1 ly 8 nặng 130 gram. Cái này giá 1.800.000. Mã này là mã số 3, giá 1.800.000. Tiếp theo mã số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây cần của Daiwa. Cái này là cây Daiwa Blazon. Daiwa Blazon sản xuất 2021. Cái này là một cây cần Daiwa Blazon, dài là 6 feet 6 inch, cứng M. Cái này tương ứng là dài 1m98, 2 khúc. Lô mồi của nó từ 5 cho đến 21 gram. Tải cá từ 8 đến 10 lb, 18 đến 16 lb, tối đa là 8 kg cá. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì phần tay cầm của nó cũng là tay cầm cán móng chày như thế này. Ngoại hình thì nó có tróc sơn phần cán nha, có sờn xước. Trên này là cán mút bần. Bát của nó là bát E-Sensor, là bằng vật liệu siêu nhẹ của Daiwa. Chất của nó là chất carbon xoắn X và HVF. HVF là bằng carbon nhẹ nha. Ngoại hình thì cái này có sờn xước. Bu nó là bu chống xoắn. Ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Cái này thì nó có xước nhỏ nhỏ như thế này. Dài là 1m98, cứng M, hàng của Daiwa. Mã này là mã số 4, nặng là 110 gram. Cái này giá 1.800.000 mã số 4.
Tiếp theo mã số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây cần của Shimano. Cái này là cây Shimano, dòng là dòng Hardrocker SS. Cái này là sản xuất đời 2022, dòng cần mới. Chất của nó là chất carbon. Đây, thông số của cần trước nha. Và là 7.8 inch. Cái này tương ứng là dài 2m34, độ cứng MH. Cái này là thích hợp cho khách nào câu tàu hoặc là câu gần ven bờ các bạn, còn ven biển câu nước mặn nha. Thông số tải mồi của nó từ 8 đến 32 lb. Tải cá là từ 8 đến 16 lb. Cái này tải tối đa là 8 kg cá BEMAX 2.0. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì tay cầm của nó, tay cầm cái mút xốp này. Bát của nó là bát CI 4+, bát rất là đẹp nha, bát siêu nhẹ. Chất của là chất carbon xoắn BRX và xoắn 2 bao X, xoắn 3 lớp. Hàng này là hàng liên doanh. Cái này thì cây này đời 2022 thì Shimano nó sản xuất có điểm rất là đặc biệt. Là khi các bạn gắn khoen như thế này, gắn khoen thì thay vì các dòng cần lua khác á, thì khoen nó sẽ đi lên trên thanh cần như thế này, thì cây này nó sẽ đi xuống dưới như thế này. Và nó có độ cong nha. Khoen nó không phải là dạng khoen thẳng hàng mà nó có độ lượng. Cái này là hãng sản xuất. Đây. Đây. Cái này thì trừ cái khoen đầu tiên là cái khoen đề ba đầu tiên thì nó sẽ thẳng với cái bát nha. Còn các khoen khác nó sẽ có độ lượng nhẹ như thế này. Lượng nhẹ như thế này. Và nó sẽ cong xuống. Và nó sẽ khi các bạn câu cá thì trên phần đầu ngọn của nó thì khoen nó sẽ nằm như thế này. Nó sẽ nằm như thế này. Là nằm như thế này thì khi các bạn giông cá thì nó sẽ hạn chế bị gãy. Và nó có độ cong rất là tốt nha. Cái này thì khi các bạn câu thì cái phần ngọn cần nó giống như một cái cần máy đứng. Cần máy ngang nhưng mà khi câu thì phần ngọn cần nó sẽ đi khoen đầu cần giống như cần máy đứng. Và nó có độ cong đều. Dòng này là thích hợp cho khách nào mà câu tàu này. Câu tàu hoặc là câu ven biển. Mà ngọn của nó rất là nhạy nha. Cái này thì ngọn nó dòng này thì cứng. Cái đầu ngọn nó cong rất là đều nha và nó có độ nhạy. Nên là dòng này câu cá mà coi cá ven biển thì rất là tốt. Dòng này là dòng chuyên sản xuất cho câu cá ven biển hoặc là câu tàu. Này. Ngọn mảnh, ngọn của nó là ngọn 1 ly nhưng mà ngọn nó có độ cong độ nảy rất là tốt, cần dẻo có độ nảy tốt nhưng mà tải cá thì tải rất là tốt nha. Cái này thì tải cá được 8 kg. Cái này là dòng mới của Shimano sản xuất đời 2022. Cái này thì nó cái phần ngọn nó rất là nhạy nha các bạn. Đây rất là nhạy, độ nhạy rất là cao. Và khi các bạn câu thì nó sẽ cong và cong rất là đều khoen. Cong rất là đều cần. Cái này sản xuất đời 2022 này. Xoắn 3 lớp, bát CI 4+. Mã này là mã số 5, hàng về thì nó có túi vải luôn như thế này nha. Có túi vải màu đen của hãng này. Mã số 5 này nặng 145g, ngọn 1 ly. Ngọn 1 ly, lô mồi là được 32g. Mã này là mã số 5, giá là 3 triệu. Mã số 5 3 triệu. Còn rất là đẹp, mới. Cái này hàng lướt, mới tầm khoảng 90-95%. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 đây mình có là cây cầm của Taiwan. Cái này là cây cần Taiwan, dòng này là dòng Taiwan dài 6.3 inch, 2 khúc cứng M. Cây này tương ứng là dài 1m89. Lô mồi của nó là từ 3/16 cho đến 1/2 OZ. Tối đa là từ 5 cho đến 14g, tải cá là từ 8 đến 20 lb. Cây này hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Taiwan thì nó dòng cần lô rất là nổi tiếng rồi, nó sản xuất nhiều nước. Phần ngọn nó như thế này. Cái này thì ngọn nó cũng có độ dịu khá là tốt. Phần tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp này. Bát của nó là bát phẳng của Fuji, cầm máy ngang. Khoen của nó là khoen Fuji. Khoen Fuji như thế này. Dòng này thì ngọn mảnh, cần dẻo, ngọn mảnh nhưng mà nó tải rất là tốt nha. Phô nó cứng. Bu nó là bu full set, ngọn của nó mình đo được là ngọn 1 ly 7, nặng là 115g. Cái này có giá là 1.800.000, mã này là mã số 6, hàng về có túi vải màu xám như thế này. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 đây mình có là một cây cần của BAM.
Cái này là cây Balm dòng Balm Transa, logo hình cây cọ của Mỹ này. Balm cái này là hàng sản xuất ở Nhật nha, hàng thương hiệu Mỹ sản xuất ở Nhật. Dài là 7 feet, tương ứng là dài 2m1. Lô mùa của nó từ 10 cho đến 35 gram, tải cá từ 10 đến 25 lb. Cây này tải tối đa là 12 kg cá. Tay cầm của nó là tay cầm cán mút bần, cầm mấy ngang bát vặn của Fuji, khuyên của nó là khuyên Fuji. Ngoại hình tổng thể của cần này, màu của nó là màu ghi xám. Ngoại hình thì cây này có sờn xước nhỏ nhỏ, chung là cũng còn tương đối sáng, sờn xước rất là bé thôi. Bu đó là bu Fuji, bu Fuji chống xoắn. Ngọn của nó mình đo được là ngọn 2 ly 2. Ngoại hình tổng thể này, cây này còn khá là sáng đẹp nha. Đây, khuyên này ba đầu tiên này. Cái này cũng còn khá là mới. Dài 2m1, độ cứng H. Ngọn của nó mình đo được là ngọn 2 ly 2. Cái này nặng là 130g, có giá là 2 triệu. Mã này là mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Số 8 ở đây mình có là một cái cần của Shimano. Cái này là cây Shimano Sponsor Arena. Cái này là một cái cần liên doanh giữa Shimano và Zacon. Phôi là phôi của Zacon. Đây, phôi của cần Zacon này. Đó, phôi của cần Zacon này. Và công nghệ là công nghệ của Shimano. Cái này là cây liên doanh của hai thương hiệu lớn của Nhật là Shimano và Zacon. Phần tay cầm của nó tay cầm cán bóng chày. Đây, tay cầm cán bóng chày như thế này. Bát của nó làm bằng vật liệu C4+. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Bu là bu Fuji chống xoắn. Thông số của cầm thì cây này là dài 6 feet 10 inch, độ cứng MH 2m1, cứng MH, lô mồi từ 10 đến 30 gram, tải cá 10 đến 20 lb, cái này tải tối đa là 10 kg cá, hàng liên doanh, cái này hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Phần tay cầm của nó tay cầm cán móng chày, ngoại hình thì bát của nó là bát phẳng của Fuji, ở trên này nó có trầy xước như thế này, tróc sơn nha các bạn, này nó tróc có sơn nhám ở ngoài này. Dài 2m1, độ cứng MH. Ngoại hình thì cây này nó có sờn xước chủ yếu là ở phần phần gốc. Đây, phần gốc chỗ này. Này có sờn, nói chung ở trên sờn xước ít thôi, chủ yếu sờn xước cái phần cán này. Đây, cái phần cán có sờn xước như này. Cây này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly. Nặng là 110g, cây này có giá 2.800.000, 2.8. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Số 9 đây mình có là một cái cần của Labarat, Daiwa Labarat. Cái này là một cây Daiwa Labarat khuyên AGF, dài là 7 feet 3 inch, tướng là dài 2m19, độ cứng H. Lô mồi của nó từ 10 đến 60 gram, tải cá từ 10 đến 30 lb, tối đa là 15 kg cá, BE max 1.2 đến 2.0, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này là một cái cần đời cao của một dòng cần, nói chung là cái này là cũng dạng trong dòng cần xịn của Daiwa. Cái này thì phần tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp, chất của nó chất carbon xoắn X45 xoắn 3 lớp, carbon xoắn X45 xoắn 3 lớp. Khuyên nó là khuyên AGF. Khuyên AGF thì dòng khuyên này là cái chân khuyên các bạn, cái khung frame ấy, gọi là cái chân khuyên này, thì nó sẽ làm bằng carbon ép nhiều lớp nên nó rất là nhẹ và cứng. Nhưng mà loại đá xếp bên trong là khuyên, bên trong là khuyên Fuji. Loại đá là loại đá Fuji nhưng là cái này rất là khuyên nhẹ cứng. Khuyên AGS là khuyên rất là xịn rồi. Bát của nó này. Bát này là bát vặn. Bát này là bát dòng bát cũng bát siêu nhẹ nha. Tay cầm của nó tay cầm các mút xốp phôi dày nha. Phôi xoắn 3 lớp, xoắn X45. Ngoại hình thì cái này, ngoại hình tổng thể như này, nó có sờn xước nhỏ nhỏ xíu. Ngoại hình thì cái này có sờn xước, mà sờn xước nhỏ thôi. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Đây, có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly 2, nặng là 140g, cái này có giá 3.800.000. Daiwa Labarat khuyên AGS mã số 9, 3.8.
Tiếp theo là mã số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây cần của Shimano Scotland XV. Logo hình con bọ cạp của Nhật này. Hình bọ cạp của Scotland. Cái này thì dài là 6,6 inch, cái này tương ứng dài 1m98. Lưu mồi của nó từ 7 cho đến 30 gram. Tải cá là từ 8 đến 16 lb. BE Mark 3.0, cái này tải tối đa là 8 kg cá. Hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì phôi nó là phôi xoắn X, carbon xoắn 2 bao X, xoắn từ gốc đến ngọn. Màu cái này thì màu đỏ gạch, ở ngoài ra nắng thì rất là đẹp nha. Này ra nắng thì cái màu phôi rất là đẹp, cái này màu đỏ đun rất là đẹp. Phần tay cầm của nó tay cầm cái mũi sót. Khuyên rất là khuyên Fuji Yakunai. Bát này là bát vặn của Fuji. Cần mấy ngang đây. Ngoại hình thì cái này còn rất là mới, mới tầm khoảng 90%. Trầy xước ít bu Fuji chống xoắn. Ngọn đó mình đo được ngọn 1 ly 8. Cái này nặng là 100 gram. Có giá là 2 triệu. Hàng về thì có túi vải của hãng như thế này. Mã này là mã số 10. Giá là 2 triệu mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. 11 ở đây mình có là một cây cần của Megabass. Cây này là cây cần Megabass dòng Levante. Cây này là dài 7 feet, tướng là dài 2m1. Lua mồi của nó là từ 3/8 đến 2 oz. Cây này thì tải cá là từ, lua mồi của nó từ 10 cho đến là 56 gram. Tải cá là từ 12 đến 25 lb. Cây này tải tối đa là 12 kg cá. Cầm mấy ngang, tay cầm của nó tay cầm cá mút sót. Bát của nó là bát vặn của Fuji. Ở trên này thì tay, phần tay cầm của nó, cái phần bát nó hõm vào như thế này. Thì khi các bạn cầm rất là chắc tay nha. Khuyên của nó là khuyên Fuji Yakunai. Ngoại hình tổng thể này. Cái này thì nó có sờn xước nhỏ ở đây các bạn. Cái này ngoại hình thì nó có sờn xước nhỏ cái phần chỗ cái logo này đó, có sờn xước nhỏ nhỏ xíu thôi à, còn tương đối sáng đẹp, có trầy xước lên đây xíu xíu. Bu nó là bu chống xoắn, ngọn nó mình đo được là một ngọn 2 ly. Cái này ngọn 2 ly, nặng là 130 gram. Ngoại hình tổng thể cái này thì hàng về nó cũng có túi vải nha, có túi vải hàng của Megabass. Mà đây là mã số 11, nặng 130 gram, giá 2 triệu 2, có túi vải màu xanh rêu như thế này. Tiếp theo mã số 10, cái này mã số 11, giá 2 triệu 2. Tiếp theo mã số 12. 12 đây mình có là một cái cần lô suối. Cái này là cây cần lô suối của Mayorab. Cái này là cây đây, Trapara. Dài là 6 feet 3 inch, tướng là dài 1m89 UL. Cái này là một cây lúa suối UL. Lúa mồi từ 1 đến 4 gram. Tải cá từ 2 đến 4 lb. Cái này tải tối đa là 2 kg cá. Tay cầm của nó tay cầm cán mút bầm. Bát này là bát vặn của Fuji. Cần mấy đứng nha, cần mấy đứng. Bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Fuji Akonai. Khuyên này là khuyên đẹp ba đầu tiên này, khuyên đẹp ba đầu tiên. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng đẹp. Ngọn đó mình đo được là ngọn 1 ly 6, còn UL lúa suối. Ngoại hình thì cái này, chỗ này là dính bẩn này. Dính bẩn. Đây. Ngoại hình thì cái này còn khá là sáng đẹp. Hàng của Mayorab. Cái này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Dòng lúa suối, ngọn rất là dịu. Ngọn cực kỳ dịu luôn nha. Mã này là mã, cái này thích hợp cho khách nào lúa suối hoặc là cho khách nào câu tôm. Mã này là mã số 12. Nặng là 65 gram. Cái này có giá là 1 triệu 200 nghìn. 1 triệu 200 nghìn. Mã số 12. Cần mấy đứng UL. Tiếp theo là mã số 13. 13 đây mình có là một cái cần, cái này là một cái cần lưu suối hoặc là cho khách nào lưu cá nhỏ. Dài là 6 feet 3 inch, của hãng Mayorab. Cái này là một cây Mayorab Coquit. Cái này là hàng nội địa Nhật nha. Dài là 6 feet 3 inch, tướng là dài 1m98. Lưu mồi tối đa của nó là 3/16, giá tối đa là 5 gram. Tải cá là từ 2 đến 6 lb. Cái này tải tối đa là 3 kg cá. Tay cầm của nó tay cầm cán mút bầm. Bát này là bát vặn của Fuji. Bát của nó là dòng bát giả gỗ.
khoen rất là khoen full set cần máy đứng. Cái này là một cây Majorac Coquette hàng nội địa Nhật. Ngoài hình thì cái này có sợi xước nhỏ nhỏ này. Cái này đây có trầy xước rất là nhỏ nha. Đây, có trầy xước sợi xước nhỏ nhỏ như thế này. Khoen full set. Bô nó là bô full set chống xoắn, ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 2. Cái này nặng là 90 gram, dài 1m98, cần UL lưu suối hoặc là lưu cá nhỏ, câu tôm. Mã này là mã số 13, giá là 1.700.000. Tiếp theo là mã số 14. 14 đây mình có là một cái cần lưu suối UL của Shimano. Cái này là cây Shimano dài, dòng này là dòng Shimano Calip, dài là 5 feet 6 inch. Cái này tương ứng là dài 1m68. Lô mồi của nó từ 1 đến 3 gram, tải cá từ 1 đến 3 lb. Cái này tải tối đa là 1,5 kg cá. Phần tay cầm của nó tay cầm gắn mút bần. Bát của nó là dòng bát, bát lưu suối, bát cần UL như thế này, cán mút bần. Khoen của nó là khoen vô xích. Hàng này là hàng Shimano của Nhật, bên da băng nha. Họa hình thì màu của nó là màu hơi tím, màu tím tím như thế này, màu tím đậm. Khoen full set này. Bu này, bu của nó là dòng bu môi trề, bu sứ khá là dài nha. Cái này thì ngọn nó mình đo được là, ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 4, nặng là 60 gram, dài 1m68. Cái này có giá là 2.300.000. Mã số 14. Tiếp theo mã số 15. 15 ở đây mình có là một cái cần 3 khúc. Cái này là hàng của Shimano, dòng này là dòng game ARC, ARC game. Dài là 10 feet 6 inch. Cái này tương là dài 3m18, 3 khúc. Tải cá của nó từ 8 cho đến 50 lb. Tải mồi chứ, tải mồi từ 8 đến 50 lb. Tải cá tối đa là 20 lb, 10 kg cá BE Max 0.8 đến 3.0. Cái này sản xuất Indonesia nha, for Indo. Chất của nó là chất carbon xoắn ít, carbon xoắn 2 bao ít từ gốc đến ngọn. Khoen của nó là khoen full set. Bát này là bát phẳng của Fuji. Ngoại hình tổng thể của cần này, ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng đẹp nha. Bu nó là bu full set chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 8. Cái này thì ngọn cứng, nhỏ nhưng mà cứng nha, ngọn cứng. Ngoại hình tổng thể như thế này. Nặng là 250 gram, 3 khúc, dài 3m2, 3m18, gần 3m2. Mã này là mã số 15, giá 2.800.000, 2.800.000. Tiếp theo mã số 16. 16 đây mình có là một cái cần của Shimano Scotnet BB. Cái này là dài 10 feet, 3 khúc, tướng là dài 3m, 3 khúc, cứng MH, dít mắc 80 gram, lua mắc 65 gram, BE mắc 3 chấm. Hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Tay cầm của nó tay cầm các mút xốp, bát vặn của Fuji. Khoen nó là khoen Fuji Agonai, dòng khoen KR, dòng khoen K như thế này. Chất của nó chất carbon xoắn 2 bao ít từ gốc đến ngọn luôn nha. Bu này là bu full set chống xoắn. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly 3, ngọn 2 ly 3, nặng là 260 gram, nặng 260 gram. Cái này có giá là 2.400.000, 2.400.000. Mã này là mã số 16. Cái này thì còn khá là sáng đẹp mới. Tiếp theo mã số 17. 17 đây mình có là một cây cần của Daiwa. Cái này là Daiwa Z-Cutter. Cái này là cây Daiwa Z-Cutter, dài là 9 feet 6 inch, độ cứng H. Cái này lô mồi của nó là từ, tương ứng là dài 2m88, lô mồi từ 50 đến 120 gram, tải cá từ 30 đến 40 lb. Cái này tải tối đa là 20 kg cá. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Độ cứng H. Cái này thì rất là cứng, cứng bằng khoen nó lớn. Dòng này thì các bạn có thể câu ngâm hoặc câu tra được nha. Tay cầm của nó tay cầm các mút xốp. Bát này là bát phẳng của Fuji. Khoen của nó là khoen Fuji Agonai. Và dòng này khoen khá là lớn. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng đẹp mới như thế này, còn khá là sáng mới.
Này khuyên này ba rất là lớn như này. Bô này là bô phu sẽ chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly 8. Ngọn 2 ly 8 nặng là 255 gram. Ngọn 2 ly 8 nặng 255 gram. Cái này có giá là 1.800.000. Mã này là mã số 17. Tiếp theo mã số 18. 18 đây mình có là một cái cần của Shimano Hard Rock BB. Cái này sản xuất đời 2021. Thông số của cần này, cái này là dài 9.2 inch, độ cứng MH. Cái này thì tương ứng là dài 2m76, cứng MH. Lưu mồi là từ 8 đến 32 gram, tải cá từ 6 đến 12 lb, tối đa là 6 kg cá. Cái này thì BE max của nó 1.5. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc, cần máy đứng. Ngoại hình tổng thể của cần, tay cần của nó tay cần các mút xoắn. Chất của nó là chất carbon xoắn 2 bao X, xoắn từ gốc đến ngọn nha. Bát này là bát Fuji, bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Fuji của này. Ngoại hình thì cái này còn rất là mới. Cái này còn rất là đẹp nha. Đây. Còn tem luôn nha. Cái này chưa sử dụng nha các bạn. Hàng này là hàng lướt, hàng trưng bày ở cửa hàng. Chưa sử dụng. Còn tem mặt đầy đủ như thế này. Cái này thì hàng về có hộp. Bô nó là bô chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 8. Ngọn 1 ly 8 nặng 140 gram. Mã này là mã số 18 và hộp của cần đây, hộp này. Mã này là mã số 18, giá là 2.400.000. 2.400.000. Mã số 18. Tiếp theo mã số 19. 19 đây mình có là một cây cần của Majorac. Cây này là cây Majorac dòng Sotic, dài là 9.6 inch, tướng 2m88. Dạ 2m88, lưu mồi của nó từ 5 cho đến 28 gram, BE max 0.6 đến 1.5. Hàng này là hàng Sotic, Majorac Sotic, hàng này là hàng nội địa Nhật. Phần tay cầm của nó tay cầm các mút xốp. Bát này là bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Dòng này là dòng khuyên nòng súng chống xoắn như thế này các bạn. Ngoại hình thì cái này nó có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này. Khuyên này ba đầu tiên. Cái khuyên trên thì nó là dòng khuyên nhỏ như thế này. Cái này thì cái phần ngọn nó khá là dẻo, nảy. Bu này là bu phu sẽ chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1.65 ly. Dòng này thì phần ngọn rất là nảy. Ngọn rất là nhạy nha, ngọn dẻo nhạy. Cái này thì nặng là 160 gram. Hàng của Majorac. Mã này là mã số 19. Có giá là 1.800.000, mã số 19. Tiếp theo mã số 20. 20 ở đây mình có làm cái cầm. Cái này là cây cầm của Zacon, logo hình chó rừng của Nhật. Cái này là dòng Bay River Sub, dài là 9.6 inch, cứng M, tướng 2m88. Lua mắc của nó là 45 gram, BE mắc 0.8 đến 2.0, tải cá tối đa 20 lb, 10 kg cá. Tay cầm của nó tay cầm cá mút xốp, cần máy đứng. Bát này là bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Fuji Akonai. Phôi rất con thì cái phần phôi nó như thế này các bạn. Phôi khá là đẹp nha. Đó. Các bô xoắn rất là đẹp. Ngoại hình tổng thể thì cái này có sờn xước nhỏ nhỏ. Đây có sờn xước nhỏ nhỏ. Đây có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này. Khuyên này ba đầu tiên này. Bô của nó là bô chống xoắn. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 2.1 ly, dài 2m88, ngọn 2 ly 1. Ngoại hình thì có sờn xước nhỏ nhỏ, chỗ này có vết tróc sơn, tróc cái sơn bóng bên ngoài thôi, không ảnh hưởng gì tới phôi nha. Mã này là mã số 20. Ngọn 2 ly 1, 2.1 ly, nặng là 240 gram. Cái này có giá là 2.600.000. Mã số 20 giá 2.600.000. Tiếp theo mã số 21. 21 ở đây mình có làm cây cầm của Dialuna. Cái này là Dialuna.
dòng đời cao sản xuất đời 2023. Cái này là Cardia Luna dài là đây, thông số của cần này. Cái này là dài 9,6 inch, cần mấy đớn tương ứng 2m88, dít mắt 45g, câu lua mắt là từ 7 cho đến 38g, BE mắt 0.8 đến 2.0. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì phần tay cầm của nó tay cầm cảm bóng chày, chất của nó chất carbon xoắn spheroid và xoắn 2 bao x, và vật liệu carbon của nó là monocule carbon này. Đây, phần góc này carbon xoắn 3 lớp, phần cán góc rất là đẹp nha. Khoen của nó là khoen full set, ngoại hình tổng thể này. Bát làm bằng vật liệu C4+, bát siêu nhẹ. Cái này dài 2m88 nhưng mà rất là nhẹ, nặng chỉ có 135g, hàng đời cao của Shimano Dialuna, khoen full set. Chỗ này là dính bẩn thôi, khoen full set nha. Ngoại hình thì cái này còn khá là sáng đẹp mới, bu nó là bu full set chống xoắn. Cần rất sáng, cần dài 2m88, ngọn 1.8 ly, lua mắt 38g. Cái này có giá là 4 triệu, sản xuất đời 2023. Mã này là mã số 21. Tiếp theo mã số 22 đây mình có là một cái cần của Majorac. À, mình nhầm, cái này là cây Abu nha. Cái này là một cây cần Abu X Rock Field, dài là 10,3 inch, cứng M. Cái này tướng là dài là 3m09, gần 3m1, lua mắt là từ 10 cho đến 50g, độ cứng M, BE mắt 1.3.0. Phần tay cầm của nó tay cầm cán mút shop. Bát này là bát phẳng của Fuji, chất cũng là chất carbon xoắn ít như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji Kuna dòng khoen K nha. Fuji Kuna dòng khoen K, ngoại hình tổng thể này. Hàng này là hàng liên doanh, cái này thì được sản xuất ở Trung Quốc, hàng liên doanh sản xuất ở Trung Quốc. Ngoại hình thì cái này có sơn suốt nhỏ nhỏ như thế này. Khuyên này ba đầu tiên này, để dính bẩn này. Khuyên này ba đầu tiên này. Bu đó là bu full set chống xoắn. Ngọn của nó mình đo được là ngọn 1 ly, ngọn 2 ly 2, cái này ngọn của nó là ngọn 2 ly 2. Carbon xoắn ít như thế này. Ngoại hình thì có sơn suốt nhỏ nhỏ. Nặng là 280g, dài là 3m09, gần 3m1. Mã này là mã số 22. Độ cứng M, lua mồi tối đa là 50g. Mã số 22 giá 1.800.000. Cái này giá khá là mềm và cần rất là ok nha. Tiếp theo là mã số 23. 23 đây mình có là một cái cần của BAM. Đây. Logo hình cây cọ của Mỹ, BAM này. Thông số dòng này là dòng BAM Blue Vision. Thông số thì cây này là dài 10 feet 10 inch, độ cứng H. Cây này thì tương ứng là dài 3m3, 2 khúc. Dài, cây này dài, cứng nha. Độ cứng H, lô mồ của nó từ 20 cho đến 70g, tải cá từ 12 đến 40 lb. Cây này tải tối đa là 20kg cá. Logo con cá chẽm. Cây này thích hợp cho khách nào lua gần, lua rạn, săn cá lớn. Phần tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp như thế này. Bát của nó là bát vặn của Fuji, khoen của nó là khoen Fuji. Ngoại hình tổng thể thì cái này cũng còn tương đối sáng đẹp mới. Dài 3m3 mà 2 khúc thì cũng khá là hiếm nha. Đây. Cái này thì chỗ này, chỗ cái bát, cái keo của nó thì nó có bị nứt cái keo. Đây. Hơi nứt cái keo xíu nha. Keo epoxy trong có lớp chỉ nữa nên là nó không có vấn đề gì. Nó rất là cứng khoen, nó không bị lỏng khoen nha các bạn. Bu nó là bu full set chống xoắn. Ngoại hình thì cây này nước sơn rất là sáng đẹp này.
Ở đây có sơ xước nhỏ. Dài là 3m3, 2 khúc, độ cứng H. Lô màu tối đa 70g, tải cá tối đa là 20kg. Mã này là mã số 23, ngọn 3 ly 1. Cái này thì ngọn nó là ngọn 3,1 ly cứng nha. Ngọn 3,1 ly. Nặng là 280g, cái này giá 2.800.000, 2.800, mã này là mã số 23. Tiếp theo mã số 24. 24 ở đây mình có là một cái cần cổ Daiwa. Cái này là cây Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Shock Batan. Cái này là dòng hàng cao cấp của Shimano ở của Daiwa. Dài là 10 feet 3 inch, độ cứng H. Cái này tương ứng là dài gần 3m09, gần 3m1. Độ cứng H, lô mồi của nó từ 20 cho đến 80 gram, tải cá từ 30 đến 100 gram, dít mắt của nó là từ 30 đến 100 gram, BE mắt 2 chấm đến 4 chấm. Hàng này là hàng sản xuất ở Nhật, Mỹ, Japan. Cái này thì nó tích hợp nhiều công nghệ nha. Công nghệ đầu tiên của nó là carbon xoắn X45 và carbon của nó là carbon HVF, là carbon siêu nhẹ, và nó có công nghệ Vitron. Vitron là xoắn mà carbon xoắn xoắn nhiều lớp siêu nhỏ. Nó là cần này nó có độ nảy và rất là cứng. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán mút xốp như thế này. Tay cầm cán mút xốp này. Bát này là bát vặn của Sim của Daiwa, bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên titanium. Chân khuyên titanium lõi đá xích. Dòng cần cao cấp của Daiwa. Cái này thì thích hợp cho cách nào lô gờn, lô rạn. Bu nó là bu phu sẽ chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly 4. Nặng là 305g. Nặng 305g, cần thì rất là cứng như này. Cứng nhưng mà có độ nảy, không phải dạng cứng đơ. Mã này là mã số 24. Cái này có giá là 7.500.000, 7.500.000, hàng cao cấp nha. Hàng về thì nó có túi vải như thế này, túi vải của Daiwa này, Daiwa Shock Batan này. 7.500.000, 7.500.000, mã số 24. Tiếp theo mã số 25. 25 đây mình có là một cái cần của Gamakatsu. Cái này thì hàng về nó có túi và sách hướng dẫn này. Gamakatsu nha. Cái này là một cây Gamakatsu dòng lết sạch. Dài là 10 feet, độ cứng H. Cái này thì tương ứng là dài 3m2 khúc. BE mắt 1 chấm đến 2 chấm. Lua mắt là từ 40 đến 60 gram. Tải cá mắt 20 lb, 3m2 khúc. Cái này là một cây Gamakatsu dòng đời cao. Cái này là sản xuất ở hàng liên doanh. Hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Dòng còn một số dòng còn mới của Gamakatsu thì được sản xuất ở Trung Quốc, còn đa phần là hàng Nhật. Hàng liên doanh thì sau này mới có. Tay cầm của nó tay cầm cái mút xốp. Bát của nó là bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Cái này thì cần của nó là được gia công ở Trung Quốc, nhưng mà hàng phôi hoặc là chất lượng công nghệ của nó đều là hàng công nghệ của Gamakatsu, nên là nó cũng không có thua kém gì hàng trong nước hay trong nội địa Nhật hết nha. Ngoại hình tổng thể thì cây này còn rất là sáng đẹp này. Khuyên này, khuyên này ba đầu tiên. Bu nó là bu phu sẽ chống xoắn và dòng này phôi rất là dài. Phôi Gamakatsu thì cực kỳ nảy bền. Rất là sáng đẹp mới nha. Đây, có dây quấn cần. Cái này là hàng về nó có dây quấn cần và cả có túi vải của Gama luôn nha. Túi vải của Gamakatsu. Mã này là mã cuối cùng số 25. Cái này có giá là nặng, ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly. Cái này nặng là 260g, có giá là 5 triệu. 5 triệu mã này là mã số 25. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 25 cây cần câu lua. Các bạn lấy cái nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.